Anh 100 năm này các bạn xài mà các bạn thấy nó cũ như thế này luôn là biết nó cũng lâu nè. Chải mà nó mòn luôn á. À, để trả lời cho cái câu hỏi của một cái bạn hỏi là review cái bàn làm việc của mình nó như thế nào, thì bây giờ mình sẽ review luôn, review trực tiếp bàn đây là bàn làm việc thật sự nha. Mình có hai cái bàn làm việc, một cái ở đây và một cái ở nhà. Cái ở nhà là để làm những công việc như là online, như là nó trên đó thì nó có điện thoại, có laptop, có dụng cụ nữa, thì cái này mình sẽ quay sau. Bây giờ mình vừa review cái bàn làm việc ở trong tiệm của mình trước đi. Hồi trước mình rất là mê đồ nghề của mình rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mình cắt ít rồi, ít cắt tóc rồi. Các bạn theo dõi thì mình chắc thấy mình bất cứ ít cắt tóc lại, thì đồ nghề mình có đầy đủ đơn giản, những cái căn bản nhất thôi, không có gì cầu kỳ hết. Thì một con quan 100 năm này các bạn xài mà các bạn thấy nó cũ như thế này luôn là biết nó cũng lâu nè. Đó, Magic, con của bất kỳ người thợ bao bờ nào cũng có, quá căn bản luôn. Những cái này thì rất đơn giản nha, senior cũng thế luôn, những người thợ bình thường ai cũng có cái này hết. Này, kéo thì mình có 4 cây, 3 kiểu cắt. Mấy mấy ngày này bệnh quá mệt. Mình vẫn ráo review cho mọi người xem đây. Hôm nay quay còn nhiều clip lắm. Đây là lược, những cái bộ lược mà mình thích. Những cái cây lược này nè, mọi người nhìn kỹ nè. Nó mòn mà nó gập lên khểnh xuống vậy luôn. Nhưng mà tại vì các bạn người biết sao, nó đi với mình rất là lâu rồi, đi nhiều năm rồi. Nên bây giờ mặc dù như thế nào nữa thì mình vẫn giữ lại cái những cái đồ nghề để mình dùng. Cây lược này nó đi theo mình lâu lắm rồi mọi người. Chải mà nó mòn luôn á, chứ không phải là nó bị gãy hay gì đâu. Này, nó mòn cái lưỡi luôn. Cũng một con chấn viền của anh Taylor. Thì nói chung cái bộ đồ nghề mình là căn bản nhất, căn bản thôi, nó không có cái gì phức tạp. Đây là bàn làm việc, đây là ghế laptop của mình nè. Mấy nhìn dưới nè. Ba cái đồ bông với tay để mình gội đầu cho khách xong thì đưa khách xả tóc á, thì đưa cho khách với tay. Ba cái dụng cụ đồ căn bản thôi. Cameraman có thể quay gần lại, hai bạn có thể quay gần lại luôn. Nè, không có gì hết nha, hoàn toàn cái quầy của Cường với quầy của tất cả những người cắt tóc thì bình thường, thậm chí là không bằng những người thợ bình thường nữa, nhiều người thợ đồ nghề cũng tốt. Đây là nón beret, áo ghi lê, để mà khi mà mặc đồ cổ điển thắt cravat thì phải mặc những đồ này. Đây còn trống, dưới này trống luôn. Bên này cái gì, khăn choàng đó, áo choàng da này kia. Đây là cái bóp điện thoại của mình cất đây. Cái này ba cái đồ quát keo gì đây, với lại mấy cái dây sạc. Mình quay hết chi tiết cho mọi người xem. Đây là những cái dụng cụ lấy tay của thợ phụ mà để cá cái bàn của mình. Này cũng không có gì luôn. À, mọi người biết cái này là cái gì không? Cái này là cái tiệt trùng. Những cái đồ nghề của mình mà mình cần tiệt trùng thì để đây, để tránh tình trạng mà mấy cái những cái bàn thợ phụ mà lấy tay này kia thì cần cái tiệt trùng này để nó sát khuẩn những cái đồ dùng mà mình lấy tay cả mặt này kia đó. Còn dầu lao thì mình thay bình thường rồi. Đây là chỗ để dầu ống, để dầu lam rồi. Cái này là cái rương, thay vì người ta bỏ tiền mà không có tiền bỏ dầu lam. Đó là những cái tonic. Đó thì những cái lộ sáp pomade thì thợ bao giờ thì tất nhiên phải có rồi. Đây cũng gôm xịt, đây cũng sáp pomade này kia, cà bay này kia. Đó lưu tới những cái dạng đó thôi, nó cũng không có gì căn bản. Cái này là kem dưỡng râu, sau khi cạo xong thì mình mua cái này vô mình dưỡng râu thôi, không có dưỡng vẫn bình thường, không sao hết nhé. Đó, bảng giá, giá dịch vụ của anh này. Thì nói chung là ở trong này không có cái gì mà gọi là để đặc biệt, đặc sắc hơn nữa cả. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái bàn khu làm việc của mình ở nhà nó như thế nào nhé. Đây là khu vực bàn làm việc của mình ở nhà. Thì nó không có gì hết, nó chỉ có một cái máy in để mình hay in bằng tốt nghiệp hay in đồ này kia thì mình có máy in đây. Và một cái máy vi tính, một cái laptop để mà làm việc thôi, một cái đèn thôi. Thì dường như là không gian này là không gian của thằng con. Ở đây thì mình bỏ ké cái ghế massage để lỡ này kia có mệt thì qua đây nằm đây nghỉ. Và mình đang chiếm dụng cái chỗ phòng học của con mình, sau này mình phải ói lại cho nó. Nó đi học thì mình phải ói lại, tại giờ nó còn nhỏ quá thì mình tạm thời mượn cái phòng ngủ của nó để làm cái phòng làm việc. Đó, đây là không gian làm việc ở nhà của mình đó. Đó là cái quầy làm việc của mình đó, mọi người có cái góp ý gì không?
Và đối với mình thì chắc đối với những cái thứ căn bản như thế này đủ cho mình làm nghề rồi, chắc mình cũng không mua gì thêm đâu. Nhưng anh em thợ ở tiệm mình á, nó đồ nghề nó còn hoành tráng hơn đồ nghề của Cường rất là nhiều. Và ai muốn xem đồ nghề của những người thợ ở WCM thì nhớ comment phía dưới. Khi nào rảnh mình sẽ quay cho mọi người xem để review cái quầy của thợ và cái quầy của Cường nó khác nhau như thế nào. Quầy của thợ ngon hơn quầy của Cường nhiều lắm. Chào tạm biệt nhé.